Xin chào mọi người nhé. Hôm nay lại tiếp tục gửi một cái máy tời nữa. Máy này thì gửi cho anh, đây là lấy cái số điện thoại của vợ. Anh ấy lấy số điện thoại của vợ nhé. Bởi vì chị ở nhà là chị nhận hàng, còn số điện thoại anh là số 345 kia đuôi kia. Đây. Máy tời này tới 3,5 tấn, gửi đến địa chỉ là công ty 75, xã Iao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Đó. Thì máy này thì dày dặn chắc chắn, có phanh có ngắt, và của mình là động cơ là động cơ cũ dọn lại rồi nhé. Đấy, bên mình giờ sẽ bật công tắc lên, bật công tắc lên, đạp nổ thôi. Hàng này thì cái nhông thì là nhông 16, nhé. Nhông 16 nó sẽ lớn hơn cái nhông 14, đường kính của nó thì nó kéo được 3 tấn, còn lại nhông 14 thì nó kéo được 2 tấn rưỡi. Rồi, mình sẽ bật công tắc lên, khởi động lại. Số điện thoại liên hệ là 0971588456, Châu Vàng Tuyên Quang đó. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi. Cái này bên mình hôm nay đóng xong, là mai sẽ sáng mai xe đến bốc luôn đó.